Vâng, thưa quý vị, với công tác cách ly chữa trị bệnh đạt hiệu quả cao đã được minh chứng trong thời gian qua, thì nhiều người Việt luôn mong muốn được về nước để được điều trị. Và trong trường hợp khẩn cấp, một người bị xác định dương tính với dịch COVID-19 đã quyết định thuê máy bay về Việt Nam và số tiền bỏ ra cũng không hề nhỏ khi lên đến 360.000 đô la Mỹ. Theo hình ảnh ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất, chiếc máy bay được gia đình thuê chở bệnh nhân COVID-19 thứ 32 của Việt Nam từ Anh về thành phố Hồ Chí Minh có số hiệu VKGT2B. Dữ liệu quốc tế cho thấy máy bay này thuộc dòng Falcon 8X. Giá thuê một chuyến di chuyển từ Anh về khu vực Đông Nam Á thường vào khoảng 360.000 đô la Mỹ một chuyến, tương đương khoảng 8,3 tỷ đồng. Ngoài tiền phí thuê máy bay còn phải trả phí chờ, khử trùng máy bay và tổng số tiền phải trả lên đến 10 tỷ đồng. Bệnh nhân hiện được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh từ 20 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3. Một người thân của bệnh nhân số 32 tiết lộ rằng để đảm bảo an toàn cho người bệnh cũng như mọi người, gia đình đã thuê một máy bay riêng. Gia đình có thể bao nguyên khoang thương gia để đưa người bệnh từ Anh về Việt Nam, nhưng họ nhận thấy như vậy vẫn chưa đủ an toàn cho mọi người.